Tại sao cô lại nói với con tôi là tôi mất lịch sự không gọi điện cho cô? Hả? Cô biết tôi mới đẻ con nết không? Cô có rảnh cõi không? Tôi đã nhắn tin hỏi cô có việc gì không? Cô cấm thèm trả lời mà hôm nay cô lên cô mắng với con tôi là nói tôi mất lịch sự không gọi cho cô hả? Nghe con trai về nói cô bảo mẹ bất lịch sự, người mẹ gọi điện cơm bát thẳng mặt cô giáo khiến dân tình chia hai phe tranh cãi. Khi đó khi cô giáo vừa bắt máy đã đón nhận ngay một chuỗi dài những lời vàng ý ngọc của phụ huynh. Nhưng người mẹ này cho rằng cô giáo đã dùng những lời lẽ không đúng về mình chỉ vì bản thân nhắn tin mà không gọi điện để nói chuyện trực tiếp. Nên cô giáo đã nói với học trò rằng mẹ em bất lịch sự. Trong khi đó cô giáo nhận được tin nhắn của phụ huynh lại tỏ ra thờ ơ và không có phản hồi gì. Chị ơi, như thế này nè, cô muốn cái gì á là cô phải gọi điện cho tôi nè, cô nhắn tin cho tôi hỏi cô là có việc gì không, cô không trả lời mà hôm nay cô mắng nhí con tôi là cô tôi mắc lịch sự hả? Rõ ràng mắt là cô nói là có vấn đề, có nhiều vấn đề quan trọng cần trao đổi trực tiếp nên cô mới mời chị. Còn cô đâu phải chủ nhiệm đó chị, mà tôi biết chị có con nhỏ hay là không có con nhỏ chị. Thì cô muốn biết thì cô phải hỏi mà con tôi á, mẹ con như thế nào mà không gọi điện cho cô thế này thế kia, tại sao cô chửi tôi mất lịch sự là sao? Ủa chị, sao mà hay dùng từ chửi quá, từ ngồi đầu tới giờ á là chị rất hay dùng từ chửi á. Cô nói á là cái vấn đề là tôi cô biết là cô là một giáo viên dạy bao nhiêu đứa mà cô chửi, cô nói không dùng từ chửi và cô nói sao mất lịch sự là nói như thế nào. Sau khi đợi người mẹ nói hết một hơi dài cho đã cái nư, thì cô giáo bắt đầu lên tiếng đáp trả bằng thái độ không phải dạng vừa đâu. Trong sự nóng giận và mất bình tĩnh, cuộc khẩu chiến giữa phụ huynh và giáo viên mỗi lúc một gay gắt và đẩy câu chuyện đi mỗi lúc một xa hơn. Cái nguyên tắc của tôi thì tôi nhắn tin mời chị muốn không đến gặp tôi thì chị phải gọi điện cho tôi. Thì tôi nói rất rõ. Cô hẹn là đã tới hẹn chưa mà cô nói tôi không tới gặp. Cô đã tới cái ngày hẹn đó chưa mà cô nói tôi không tới gặp. Công ty đó chị đã nhắn tin hỏi tôi là có việc gì quan trọng. Đúng rồi. Thì chị có nói là cần trao đổi trực tiếp mà. Tại vì tôi mới cái chân con nhỏ, tôi hỏi có chuyện gì quan trọng không? Thì cô phải trả lời hoặc là cô gọi điện cho tôi. Cô trầm tin. Bây giờ cô trách con tôi là nói là mẹ anh mất lịch sự. Hả? Con nhắn đó là có nhiều vấn đề liên quan đến việc học cần trao đổi trực tiếp. Chị có đọc rõ tin nhắn không? Rồi bây giờ tôi hỏi cô, cô không trả lời mà cô còn trách móc tôi là lý do sao mà mẹ anh mất lịch sự. Mất lịch sự là mất như thế nào? Hả? Chừng nào á mà chị á mà hẹn ngày mai á mà tôi không lên á là chị và cô trách móc tôi được ha. Cô hẹn tới hẹn mà tôi chưa lên mà cô trách móc rồi tôi không lên là sao? Tôi đã trách móc chị, tôi nói là chị có muốn không lên gặp tôi thì chị phải gọi điện. Tôi không phải không muốn hay là không muốn, tôi hỏi có gì quan trọng không? Tại vì tôi bận con nhỏ, quan trọng tôi mới lên được. Con tôi mới đẻ mà tôi gửi ai được mà cô kêu là tại sao cô lên đó cô trách móc nó rồi. Mẹ con mẹ anh mất lịch sự, không gọi lấy cho con một cuộc gọi. Giáo viên muốn phản ánh học sinh thì phải gọi điện cho phụ huynh. Chứ đâu phải nhắn tin người ta hỏi ngược với chị rồi hôm nay lên trách móc người ta là sao? Kêu mất lịch sự là mất chỗ nào? Chị là cần phải có người làm chứng á, vì con chị ăn nói ai lời dữ lắm. Cô mới là người ăn nói ai lời á. Chị nói chuyện với tôi là chị nên nói cho đàng hoàng. Tôi nói chuyện với cô là một cô, chắc lẽ tôi đâu có xưng cô với anh này kia với học trò thì mình đâu. Tôi đã nói từ đầu, là từ đầu tôi vô nói với lớp là tôi không xưng ngô mọi ngào là các em và các con. Tôi hay xưng anh chị, lớp cảm thấy có vấn đề không? Nếu lớp cảm thấy không thích cái kiểu xưng ngô như thế này thì tôi sẽ xưng hô đúng hô phong là các con và các em, cả lớp đều đồng ý. Không gọi điện lấy cho con được một cuộc gọi. Chị rảnh để tôi nói chuyện hả chị? Ủa không rảnh thì sao con cô chửi người ta mất lịch sự là sao? Hả? Con chị đang vi phạm chờ cô nên đồng chị lên để tôi trao đổi chứ không phải là tôi vi phạm chờ chị. Chị với con chị mà tôi phải đi năn nỉ chị. Nhưng mà tôi hỏi cô á, có vấn đề gì quan trọng hay không? Đó, ít ra thì... Cô không trả lời với tôi mà cô lên cô mắng nhí con tôi là sao? Hả? Cô mắng nhí con tôi là sao? Hả? Chị ăn nói ai lời tôi rất là mệt mỏi. Ăn nói ai lời bây giờ nói là con nít. Nói là con nít đi. Bây giờ nó ăn
là nó biết cái dùng cái từ mà ngậm máu phun người hả? Mà cô kêu là nó ngậm máu phun người, con lính nó không hề nói dối. Mặc dù chưa rõ thực hư bên trong câu chuyện, cũng như chưa lắng nghe hết được từ hai phía, thế nhưng cộng đồng mạng đã chia làm hai phe tranh luận với nhau vô cùng sôi nổi. Người đứng về phía người mẹ cho rằng cô giáo cũng có hành vi kém lịch sự khi phụ huynh nhắn tin mà không trả lời. Bên cạnh đó cũng có một bộ phận dân mạng lên tiếng bên vực cô giáo, cho rằng vị phụ huynh kia cũng đã thiếu bình tĩnh ngay từ đầu khi nói chuyện với giáo viên. Tuy chưa biết ai sai ai đúng trong trường hợp này, nhưng có thể ít nhiều đoán được rằng người đang thật sự lo lắng trước mắt chính là cậu học trò nhỏ kia. Một vài bình luận được mọi người để lại: thằng bé kia chắc đang rầu dữ lắm, không biết hôm sau lên trường số phận sẽ như thế nào. Nhưng mà phụ huynh hành xử vậy cũng hơi nóng, chắc bình thường cũng không có hiền lắm đâu. Giáo viên mà lớn tiếng cãi tay đôi với phụ huynh qua điện thoại thế kia thì cũng ghê rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.